Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video, bạn nhớ bấm like, đăng ký để cập nhật những video mới nhất từ mình nhé. Tiếp tục video này, mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình để góp nhận 200 triệu token MAX nè. Thì để tham gia giám này, các bạn click phần link mô tả dưới video mà tôi đang start nè. Sau khi bạn bấm start xong thì bạn được cấp trang nha các bạn. Được cấp trang xong thì nhiệm vụ đầu tiên các bạn join kênh group kênh Chaler nè. Các bạn join kênh group kênh Chaler ở dòng trên này các bạn. Chỗ này nè các bạn. Rồi các bạn join sao nha các bạn. Sau khi bạn join vào xong follow Twitter và retweet bot. Rồi mình đã follow rồi, mình thì retweet luôn nha bạn. Sau đó các bạn bấm next. Rồi các bạn điền là username tại Twitter của tất cả các bạn nha các bạn. Cộng win VNNH9. Rồi mình gửi cho bot nè. Rồi tiếp tục mình gửi địa chỉ BNB Smartchain Bet20 trên dưới chút wallet của mình nè. Nhiệm vụ khá là đơn giản luôn các bạn. Rồi các bạn gửi cho bot nè. Sau đó mình bấm balance để check số cần mình kiếm được nè. Rồi thì token nó sẽ phân phối cập nhật sau các bạn. Bấm bấm vào cái form lấy mình ghép mình chia sẻ trong bè và cái thằng nó kiếm thêm token nha các bạn. Vậy video mình đến đây mới kết thúc. Mình chào tạm biệt các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.